không cạnh tranh với người, lúc nào cũng học nhường. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta, trong đó có học vấn lớn, có đạo lý lớn. Bề mặt thấy họ không có lý, không chấp nhận được. Đạo lý của họ quá sâu. Đạo lý của họ quá ẩn mật. Chỉ khi quý vị chấp nhận, quý vị y giáo phụng hành, hoặc là 3 tới 5 năm sau, mười mấy năm sau, quý vị mới hốt nhiên đại ngộ. Đây là đạo lý lớn. Dân tộc ta từ nhỏ đã dạy con cái nhẫn nhường, không thể nhẫn cũng dạy chúng nhẫn. Mặc dù trong tâm của chúng không phục, không hiểu, nhưng cha mẹ nghiêm khắc dạy chúng nhẫn, không dám không nhẫn. Trong sự giáo dục này phải từ từ tập thành thói quen, không được đi nói lý, không được, quý vị cứ nhẫn là được rồi. Tới sau cùng dần dần trí huệ mở ra, hiểu rõ rồi, đây là khiêm nhường. Đạt tới cảnh giới cao nhất là lễ nhường. Điều này đem tới sự hòa hợp cho thân tâm, đem tới sức khỏe trường thọ cho chính mình, đem tới sự phiền não nhẹ, trí huệ tăng cho chính mình. Phước báo ở trong đó. Phước báo của con người từ tu như vậy mà có. Nếu tranh chấp với người ta, sau cùng hai bên đều thương vong. Hai bên thương vong là chuyện nhỏ, chuyện lớn là gì? Kết oán thù với người ta. Việc này oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không hết được. Đó là phiền phức lớn rồi. Tới lúc nào quý vị mới có thể hóa giải vấn đề này? Việc này thật sự làm rõ rồi, làm thông đạt rồi, quý vị có thể thấy trong xã hội này báo oán báo thù đời đời kiếp kiếp, nút thắt này không thể nào gỡ được. Quý vị có thể nhìn thấy, không phải điều ngẫu nhiên. Văn xương đế quân âm chất văn. Phía trước có một đoạn nói ông 17 đời làm sĩ đại phu, cùng với bạn cùng phòng không chịu nhường nhịn mà kết oán thù, oán oán tương báo mười mấy kiếp cũng không giải được. Sau cùng gặp được Bồ Tát học Phật, Bồ Tát giúp ông giải mở quán kết, ông mới hốt nhiên đại ngộ. Hai bên đều nhận lỗi. Đoạn tiếp theo nói, chúng ta không cần thuốc men, chỉ dựa vào thiện niệm là có thể trị bệnh. Ý niệm rất có thể lớn mạnh, đủ để ảnh hưởng tới mọi phương diện trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ một đời, mà ảnh hưởng tới đời đời kiếp kiếp. Cho nên con người phải có thiện niệm, nhất định không được có ác niệm. Ác niệm tổn hại người khác, tôi thường nói nhiều nhất 3 phần. Tổn hại chính mình ít nhất 7 phần. Sau đó quý vị sẽ thấy việc này không đáng.
mình hại người, người ta bị tổn hại mới 3 phần, nhưng chính mình đã bị tổn hại 7 phần, nghiêm trọng hơn người bị hại. Đây là sai lầm, sai lầm chắc chắn lớn. Sau đó quay đầu lại, quý vị suy nghĩ từ phản diện, mình dùng thiện tâm lợi người một phần, người khác nhận được một phần, bản thân chúng ta được lợi ích không chỉ một phần, sẽ có 2-3 phần. Đây là Đại sư Chương Gia trước đây dạy cho tôi. Quý vị học bố thí, tài bố thí càng nhiều. Nhưng câu phía sau rất quan trọng, càng nhiều càng thí không được giữ. Tài bố thí như vậy, pháp bố thí cũng như vậy, sau cùng vô úy bố thí. Tài bố thí, tài dụng của quý vị không thiếu thốn, thực sự có cầu tất ứng. Pháp bố thí trí năng tăng trưởng, du ý bố thí khỏe mạnh sống lâu. Quý vị phải làm thật xả thật, thật sự chịu giúp đỡ người, quý vị mới có thể nhận được hiệu quả này. Quý vị cầu phước, cầu huệ, cầu khỏe mạnh sống lâu, tất cả đều vì chính mình, cầu không được. Trong số mạng sắp đặt, số mạng có quý vị vứt không được, số mạng không có quý vị cầu không được. Nhưng ý niệm vừa chuyển, lúc nào cũng vì người khác, số mạng không trói buộc quý vị được. Đây là trong Liễu Phạm Tứ Huấn thiền sư Dân Cốc nói, quý vị sẽ siêu việt vận mạng, không bị vận mạng trói buộc. Tại sao quý vị không còn chính mình? Quý vị có chính mình thì có vận mạng, quý vị không có chính mình, vận mạng quý vị cũng không còn. Vận mạng này của chúng ta từ đâu tới? Vận mạng là của chúng sanh có phước. Quý vị trụ thế là để tạo phước cho chúng sanh. Điều này không giống nhau, không vì chính mình. Khi chúng sanh có phước, quý vị phải làm giúp đỡ họ. Khi chúng sanh không có phước thì nên ra đi, đi tới chỗ tốt. Không phải người tu tịnh độ thì đa phần tới thiên đạo. Đây là giới hạn thấp nhất. Giới hạn thấp nhất là trời đau lợi, dục chưa đoạn. Nơi quý vị tới là 5 tầng trời trên dục giới. Không đọa tam ác đạo. Đọa tam ác đạo là những người nào? Luôn vì chính mình tự tư tự lợi, niệm niệm vì chính mình, không suy nghĩ cho người khác. Đây là đọa lạc xuống.